7.000 đồng một chai nước, 3.000 đồng được gần nửa chai. Cái máy này ghê gớm thật, bắt nạt mình. Yeah, có nước rồi, nhìn nước ngon quá. Quý khách còn thừa 3.000 đồng, mời quý khách đợi một lát để nhận tiền trả lại. Thôi, không cần trả lại đâu. Tại một thành phố nọ có hai cô gái được sinh ra cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, lớn lên học chung một lớp. Thế nhưng số phận của hai cô thì đối ngược nhau. Để biết đối ngược như thế nào thì các em hãy theo dõi hết video nhé. Tình huống thứ nhất, thức dậy buổi sáng, cô bé nhà giàu. Sáng rồi, mời cô chủ dậy ạ. Chào buổi sáng cô chủ. Xin lỗi vì đánh thức giấc ngủ vàng của cô, nhưng đã đến giờ dậy ăn sáng, chuẩn bị đi học rồi. Không sao đâu ạ, giờ cháu sẽ đi đến răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. Sáng nay cô chủ muốn ăn gì? Cháo tổ yến, bào ngư hấp, thịt bò rát vàng, súp vi cá mập và cả... Thôi cô, lại là những món này. Hôm nào cũng ăn những món này, cháu chán lắm rồi. Hay là hôm nay cháu không ăn sáng đâu? Không được, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất. Cháu mà bỏ thì làm sao có sức cho một ngày hoạt động được. Vậy thì sáng nay cháu ăn cháo tổ yến à? Ok cô chủ, 5 phút nữa có ngay. Cô bé nhà nghèo. Con gà ngay tê lệ tê phương này hả anh ơi? Gà gáy té ra té vào rồi kìa anh ơi. Nắng chiêu lên đỉnh đầu rồi hả anh ơi? Hả anh, dậy, bị húng hát được nữa rồi. Ô xe mẹ, con đang ngủ ngon mà. Dậy ngay, ăn sáng rồi còn đi học nữa. À mẹ bảo, hôm nay mẹ có món sơn hào hải vị ngon lắm đấy. Thật hả mẹ? Thật. Thế để con ra đến răng rửa mặt rồi vào ăn sáng luôn. Con gái của mẹ chi được cái nên ăn đi ngủ là tài thôi. Con xong rồi ạ. Bữa sáng hôm nay có tôm hùm Alaska kẹp bánh mì. Xin mời nhận thư. Con xin mẹ ạ. Nhà nướng tôm hùm mặt ngọt ngọt béo béo ngon quá. Có ngon không con? Ngon lắm mẹ. Tôm hùm Alaska này có đắt không mẹ? Đắt tiền lắm đấy, con phải ăn hết đi nhá. Đúng không? Tình huống thứ hai, đi học, cô bé nhà giàu. Cô chủ. Dạ. Sao cô chủ lại đi bộ đi học vậy? Cháu muốn đi bộ để tập thể dục luôn cho khỏe ạ. Không được, đi bộ cô chủ sẽ mệt, lại còn bụi bẩn, mà ông chủ biết còn mắng tôi đấy. Vậy cháu đi ô tô cũng được ạ. Thôi, mấy hôm liền đi ô tô rồi, hôm nay đi máy bay nhá. Mời cô chủ. Cô bé nhà nghèo. Ui mẹ à, nó muốn giật cái mình. Con gái, lên xe mẹ chở đi học nào. Thôi con tự đi bộ đến trường cũng được mẹ ạ. Không được, hôm nay muộn rồi, ngồi lên xe mẹ lai kẻ muộn học đây. Vâng ạ. Nhà ngồi chắc chưa? Rồi ạ. Trường ông thẳng tiền. Thẳng tiền. Lên ạ. Hai anh ơi, bây giờ mẹ ngồi lên xe, con đứng ở dưới, con đẩy cho mẹ nhá. Gì mà lên khỏi dốc, mẹ lại lai. Vâng ạ. Đẩy khỏe vào nha. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên. Lên ạ. Siêu xe chạy bằng công mệt hơn cả đi bộ các bạn ạ. Nào, lên xe để mẹ chở tiếp. Vâng ạ. Lại được người rồi. Bắt đầu. 1, 2. Tình huống thứ 3, giờ ra chơi. Ra chơi chán phẻo, chẳng có gì chơi hết. Ô, cái gì đây? Đây là điện thoại iPhone 12, cậu không biết à? Yêu, điện thoại gì mà đều thế? Sao cậu lại bảo đều? Tớ thấy điện thoại của mẹ tớ có bàn phím để bấm thế này này. Điện thoại của cậu làm gì có bàn phím, làm sao mà bấm được? Thế chẳng là đều à? Điện thoại có bàn phím là xưa rồi, bây giờ điện thoại không có bàn phím là hot đây. Thế á? Thế điện thoại của cậu là gì? Đây là iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 á? Đây là cái gì?
cậu đúng là chẳng biết gì cả. Đây là camera có tận 3 cái luôn nha. iPhone 12 có tận 3 cái camera. Cuối thì mình sẽ làm ra iPhone 20. Cho tớ mượn điện thoại của cậu một lát. Nhưng phải nhẹ thôi, điện thoại của tớ đắt tiền lắm đấy. Tớ biết rồi. Cậu làm gì đấy? Đợi tớ một lát, sắp xong rồi. Cho cậu này. Đây là iPhone 20 của tớ, có tận 12 cái camera nhá. iPhone 20 á, đưa tớ xem nào. Đây, cậu cứ xem thoải mái đi. Ui, xịn thế, có tận 12 cái camera luôn. Kiểu này chắc là chụp ảnh đẹp lắm đấy. Cậu giúp cho tớ với. Đưa đây cho tớ. Nào, cười tươi lên nha. Ui, được một kiểu rồi, xinh lắm. Đâu, đưa tớ xem nào. Đây. Ui, tớ đây á. Chẳng cậu thì ai? Chụp bằng điện thoại của cậu nhìn tớ xinh đạt đây. Hai, đổi điện thoại với tớ không? Đổi thế nào? Bây giờ cậu cầm điện thoại của tớ đi. Cho tớ điện thoại của cậu. Được, được. Có điện thoại mới rồi. Tình huống thứ tư, cây bán nước tự động. Khát nước quá, phải ra cái nước ngoài cổng chợ mua nước đã. Mình cũng khát nước, mình cũng đi mua nước. Cổng trường mình có cây bán nước tự động xịn sò thật đây. Có bao nhiêu là đồ ăn và nước uống này. Mình sẽ chọn chai nước Sting màu đó. Chai nước này có giá 7.000 đồng. Mời quý khách trả tiền trước khi nhận nước. Ok luôn. Yeah, có nước rồi. Nhìn nước ngon quá. Quý khách còn thừa 3.000 đồng. Mời quý khách đợi một lát để nhận tiền trả lại. Thôi, không cần trả lại đâu. À, cây nước tự động đây rồi. Wow, nhiều đồ ngon quá. À, mình biết rồi. Cây nước tự động có nghĩa là mình thích cái gì thì tự lấy cái đấy. Chẳng phải xin phép ai cả. À, chai nước này to hơn chai nước này. Thế thì mình sẽ lấy chai nước này đi. Lấy ở đây à? Đâu rồi? Có gì đây nhở? Ơ, ai đánh vào tay mình đi nhở? Có tiền mới có nước. Có tiền mới có nước á? Mời quý khách nhận lại tiền thừa. Ô, tiền của ai đây? À, thế là mình đã có tiền để mua nước rồi. Nhưng bây giờ cho tiền vào đâu nhở? Mời quý khách cho tiền vào ô màu xanh. Đây rồi. Mời quý khách nhận. Nhở? 7.000 đồng một chai nước, 3.000 đồng được gần nửa chai. Cái máy này ghê gớm thật, bắt nạt mình. Bắt nạt mình. Mình muốn uống hay trả lại? Uống, cũng tạm không được, cầm tiền đi nhá. Tình huống thứ 5, cuộc thi biểu diễn thời trang. Thông báo gì vậy? Ngày mai, trường mình sẽ tổ chức cuộc thi biểu diễn thời trang. Mỗi em hãy tự sáng tạo cho mình một bộ trang phục độc và lạ nhất. Ai mà có trang phục ấn tượng nhất sẽ là người chiến thắng. Wow, trang phục độc và lạ sao? À, mình đã nghĩ ra rồi, quá đơn giản đối với mình. Mình sẽ về bảo mẹ mình mua cho mình một cái váy mới, rồi mình sẽ mang đi biểu diễn. Từ bé đến giờ mình toàn phải mặc những cái quần áo mà mẹ đi xin lại thôi. Nhân cơ hội này mình sẽ được mặc một chiếc váy mới. Chán thật, mình xin mỏi cả miệng mà mẹ vẫn không mua chiếc váy Elsa cho mình. Toàn quần áo vá thế này mang đi thì kiểu gì các bạn cũng cười mình cho mà xem. À, mình có ý tưởng rồi. Các bạn cùng chờ đón xem ý tưởng của mình là gì nhá. Chào mừng các em đã đến với vòng chung kết cuộc thi thời trang độc lạ ngày hôm nay. Và thí sinh đầu tiên bước ra đó chính là Khánh Linh. Màn chào hỏi
xong rồi, mời Khánh Linh biểu diễn. Bộ trang phục của mình được thiết kế dựa trên ý tưởng thiên nga vẫy cánh. Phần cổ áo được trang trí bởi những viên ngọc trai rất tinh tế. Phần thân áo là họa tiết những cánh đào rừng rất sinh động. Phần tay áo được thiết kế hai lớp xòe ra bồng bềnh. Phía trên đầu mình đội thêm một chiếc vương miện ngọc trai rất đẹp nha. Các bạn nhớ bình chọn cho mình nhá. Phần thể hiện của Khánh Linh đã xong rồi, mời Khánh Linh ra giải lao. Vâng ạ. Tiếp theo sẽ đến phần thể hiện của Hà Anh. Bằng những tờ báo tưởng chừng như bỏ đi, mình đã thiết kế được một chiếc váy rất xinh này. Chiếc váy này được làm từ những chiếc quạt giấy ghép lại với nhau. Từng lớp quạt xếp chồng lên nhau trông rất là bắt mắt nha. Dưới chân mình cũng thiết kế một đôi dép bằng bìa cắt tông này, màu đỏ luôn cho nó sặc sỡ. Trên đầu là một chiếc vương miện cũng bằng bìa cắt tông, trông mình y như là một nàng công chúa nha. Chúc mừng Hà Anh, phần thể hiện của em đã rất thành công. Xin mời em ra nghỉ giải lao. Vâng ạ. Chúng mình cùng chờ đợi kết quả sau 10 phút nữa nhé. A few moments later. Sau 10 phút hội ý thì ban giám khảo đã tìm ra người chiến thắng trong cuộc thi trang phục độc lạ ngày hôm nay. Đó chính là Hà Anh. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Mình vẫn không thể tin được mình là người chiến thắng ngày hôm nay. Và giải thưởng này đối với mình là quá lớn. Bộ trang phục của em vừa đâu vừa lạ, em xứng đáng mà. Em cảm ơn cô, cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn các bạn khán giả. Chúc mừng em, tiếp tục phát huy nhá. Vâng ạ. Bộ váy đắt tiền của mình mà lại thua bộ váy bằng giấy báo của Hà Anh, buồn thật. Khánh Linh ơi, cậu là Ricky, thắng tớ mãi rồi, thua một lần cũng có gì đâu mà buồn. Đúng rồi đó Khánh Linh, em cũng rất xinh đẹp mà, đừng buồn nhá. Vâng ạ, vậy em sẽ không buồn nữa đâu. Chúc mừng Hà Anh. Cảm ơn Khánh Linh. Cô ơi, giờ em phải về khoe phần thưởng với mẹ em đây. Em chào cô ạ. Chào Khánh Linh. Bye bye. Chào Hà Anh nha. Em cũng về đây, em chào cô ạ.